gặp người dẫn chiếc đồng hồ này là có thể tìm được kẻ thù giết cha mẹ. Con nhất định phải trả thù cho cha mẹ. Đây là đồ con. Dạ, xin mời. Dạ, xin mời, xin mời, xin mời. Được rồi, dạy tốt nha. Đây, dạy tốt đây. Tạm biệt, dạ, xin mời. Lại. Dạ đây. Mời cái qua, xin mời cái qua. Dạ. Họ là ai vậy? Hình như là đã tìm người đó. Đúng rồi, ta tìm người. Hôm nay chúng tôi tới đây để tìm người. Mở hết màn che đậy ra cho tôi. Nếu có người mà tôi đang tìm thì tôi không khách sáo đâu. Đi, tránh ra. Đám người này hung hăng quát tháo. Lẽ nào họ lại muốn tới bắt anh ta? Sao đông dữ vậy? Đi. Vết máu trên người anh ta chắc cũng do đám người này gây ra. Tại sao đang yên đang lành cứ phải làm hại người khác vậy? Đi theo tôi. Tôi biết một chỗ có thể trốn được họ. Tôi cũng cần phải trốn. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Đằng trước có phòng rửa mặt, cửa kín đáo lắm. Anh vào trong trốn một lát đi, chắc có thể trốn được họ đó. Xin lỗi nha. Cô đừng có dở trò gì nữa. Tôi không có rảnh dây dưa với cô đâu. Ê, xin lỗi tôi đi chứ. Ê, tôi kêu anh xin lỗi tôi đó. Mấy chiêu này của cô tôi đã gặp nhiều rồi. Anh có tin bây giờ tôi la lên mấy người đã qua đây bắt anh hay không vậy? Tùy cô. Anh xin lỗi tôi đi. Nè, tránh ra đi. Đừng ở đây dính chân của tôi. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Không sao chứ? Được, không hổ danh Tả Nhị Gia. Nhưng mà hôm nay tao nhất định phải lấy mạng của mày. Muốn lấy mạng của tôi à? Tự qua đây lấy đi. Lên. Rồi. Đứng yên. Tạ Chấn, mày cử động, tao sẽ giết nó. Người này không có quan hệ gì với tôi. Muốn giết cứ tự nhiên. Con người anh sao máu lạnh như vậy? Nếu như cô chết rồi, tôi sẽ nhặt xác giùm cô. Quẩy đất rồi. Mau kéo cô lên đi. Kéo cô lên đi. Nguy hiểm quá. Lên. Gì đó. Sao cô không có người phụ đi. Cứu cô đi. Cái gì chứ? Dám liều mạng nhảy xuống sông mà.
chết còn không sợ thì còn sợ cái gì nữa? Anh đừng qua đây, anh muốn làm gì? Còn không mau lau cho khô người đi, sống muốn chết. Nhìn không giống đồ có giá trị gì hết. Cô bán bao nhiêu tiền? À, nói anh tôi muốn bán chứ. Phụ nữ muốn tiếp cận tôi không có ít đâu. Tôi cho cô một cơ hội. Nói đi, cô muốn cái gì? Anh đang nói gì vậy? Anh là ai chứ? Tôi đâu có quen biết anh. Được, cô biết cũng được, không biết cũng được. Tóm lại, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Không chịu lấy thì đừng có hối hận. Cái đồ điên. Dị gia, dị gia, anh đã trở về rồi. Ê, trời ơi, đâu ra đứa con gái không biết điều vậy chứ? Dám ngang nhiên đi trước mặt dị gia sao? Nè, cô. Ê, cô bị điếc hả? Dị gia nói chuyện với cô đó, không nghe thấy hay sao? Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Cô có việc ra giá cao đi. Cho dù có muốn giá bao nhiêu, tôi cũng mua đồng hồ cho cô. Vừa rồi anh nói là cơ hội cuối cùng mà. Con người anh sao có nhiều cơ hội cuối cùng vậy chứ? Cái đồng hồ này rất quan trọng với tôi. Tôi không bán đâu. Nè. Anh phiền quá. Nếu như cô gặp chuyện phiền phức ở Thượng Hải, cứ đưa sợi dây chuyền này ra. Đây là lời hứa của Tạ Chấn tôi. Tạ Chấn. Lại dở trò. Ở Thượng Hải này còn thứ gì mà nhị gia không có được chứ? Liền mày cái gì nữa, lên xe nhanh đi. Nhị gia, anh bình an trở về là tụi em yên tâm rồi. Mấy bữa nay anh đi vắng, hai anh em của em mới giống như là lửa đốt trong lòng vậy. Nếu không tại anh ra tử lệnh không cho tụi em rời khỏi Thượng Hải thì em với ảnh tới Trấn Giang tìm anh rồi. Nhị gia, anh lấy được thuốc chưa? Trời ơi, cái con này bị hết rồi. Mất rồi. Vậy thì không xong rồi. Bên chỗ ông Phùng kia, làm sao ăn nói với người ta đi? Cần gì phải sợ bên đó. Nhất định bắt một mình nhị gia đi lấy thuốc. Rõ ràng cái bẫy của Long Tứ mà. Chắc chắn là có người ngoài đứng sau sai khiến. Em chỉ là lo lắng cho nhị gia thôi mà. Tới chỗ của ông Phùng đi. À cô à, cô muốn đi đâu? Ờ, tôi muốn tới nhà thờ Đức Mẹ. À, nhà thờ Đức Mẹ hả? Tôi biết nè, biết rõ lắm, với lại còn biết đường tắt tới đó nữa. Lên đi, đảm bảo còn chút xíu là tới đó liền hả? Cô à, xin mời. Phải gì không? Dạ. Wow, Tả Nhị gia đã về rồi. Lão già, chúc mừng lão gia. Vậy là bệnh của lão gia sẽ được chữa khỏi nhanh thôi. Sư phụ,
Con làm việc bất tài, không đem thuốc về đây cho thầy được. Cái gì? Tả Nhị Gia cậu tài giỏi lắm mà. Cả bến Thượng Hải này có ai không biết, có ai không hay. Tả Nhị Gia cậu thân thủ cứ như thần, không ngờ có gói thuốc cũng không đem về được. Không phải là cố tình làm mất đó chứ? Cô tình nguyện chịu phạt. Còn nói chịu phạt gì nữa chứ? Ta đã như vậy rồi, sau này thương hội còn phải nhờ các con. Đứng dậy đi. Con sẽ tìm được loại thuốc tốt hơn đi chữa khỏi bệnh cho thầy. Nói thì hay lắm. Tả Nhị Gia, ở chỗ tôi có một phương thuốc, chỉ thiếu mỗi thuốc dẫn. Không biết là Tả Nhị Gia có chịu hy sinh bản thân mình không? Mấy phương thuốc dân gian có gì đáng tin đâu chứ? Không, lão già, phương thuốc dân gian đó mới có tác dụng đó. Tả Nhị Gia, cắt thịt làm thuốc. Khoan đã. Ta đã bệnh nặng rồi, đâu đáng để con phải chịu khổ vì cái mạng già này chứ. Hả? Long Tứ, con đồ khốn kiếp kia, chuyện hôm nay chắc chắn là muốn hại chết Dì Gia mà. Hay là chơi bài ngửi với ông Phùng luôn đi. Đừng vội, vẫn chưa tới lúc đâu. À phải rồi, Dì Gia, anh thiếu gia du học bên Tây trở về rồi. Hướng gia có tổ chức tiệc đón mừng ở Bách Lạc Môn, gần như mời hết những người có tiếng ở Thượng Hải này. Bên Hướng gia gọi điện hỏi chị gia có tính đi hay không. Nhanh vậy sao? Đã 2 năm rồi. Chị gia, vậy cuối cùng có đi hay là không vậy? Nói nhảm. Tiệc của nhà họ Hướng, chị gia không thể không đi. Cho hỏi chừng nào mới tới nhà thờ Đức Mẹ vậy? Dạ sắp tới rồi. Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, cho dù có muốn giá bao nhiêu, tôi cũng mua đồng hồ cho cô. À, nè, dừng lại. Đừng sốt ruột, sắp tới nơi rồi. Anh dừng xe đi. Dừng xe. Anh đưa tôi đi đâu vậy hả? Em gái à, sốt ruột dữ vậy, muốn đi đâu sao? Anh đừng làm bậy nha, tôi la lên đó. Ôi, trời 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 trời. Trời ơi, còn biết la nữa sao? Cô la đi. Cho cô biết, đây là địa bàn của ta. Trong một dặm quanh đây, không tìm thấy người nào khác đâu. Cô cứ la lớn thiệt lớn đi. Càng la lớn, ông đây càng thích đó nha. Nhìn cho kỹ, thì cô cũng có chút nhan sắc đó chứ. Ê, đã nói trước là chỉ lấy chút tiền thôi mà. Biến đi. Đưa đây. Đây không phải dây chuyền của Tả Nhị Gia sao? Sao lại ở chỗ cô? Cô quen Tả Nhị Gia hả? Hình như họ rất sợ chủ nhân của sợi dây chuyền này. Tả Nhị Gia đó đáng sợ tới vậy sao? Nếu như cô gặp chuyện phiền phức ở Thượng Hải, cứ đưa sợi dây chuyền này ra. Đây là lời hứa của Tả Chấn tôi.
hai người to gan dám ức hiếp tôi luôn sao? Có biết tôi là ai không? Nếu để Tả Chấn biết chuyện này, anh sẽ không tha cho hai người đâu. Cô Hai à, cô tha cho tụi tôi đi. Tôi có bắt còn không thấy Thái Sơn. Cô tha cho tụi tôi đi mà. Đúng đó, đúng đó. Đại nhân đừng trách tiểu nhân. Cô cứ coi như hai chúng tôi là đồ bỏ đi đi. Đúng đúng đúng, coi như là đồ bỏ đi ha. Được thôi, tha cho hai người cũng được. Nhưng mà hai người phải làm chuyện này cho tôi. Cô Hai à, đừng nói là một chuyện. Cho dù là 1000 chuyện tôi cũng làm được mà. Được, vậy thì bây giờ hai người đưa tôi đi tìm Tả Chấn đi. Thực ra thân phận của tôi là thành viên hội yêu nước, ẩn mình trong thương hội Hoàng Phố, là người con yêu nước, đứng trước sự tồn vong của nước nhà phải biết gánh vác trách nhiệm. Vậy ra anh coi anh phong độ quá chừng. Không biết bao nhiêu cô gái tìm đủ mọi cách chỉ để tới gần anh thôi. Nhưng mà nhị gia, cô gái ở trên thuyền đó thật ra là thần thánh phương nào vậy? Sợi dây chuyền nhật bất ly thân anh lại tặng người ta luôn.